Anh em có nhu cầu mua lịch ngọc rồng hãy đến với shop vimin.com, shop bán ngọc rồng uy tín 7 server. Hiện tại shop đang bán rất là nhiều ạc ngọc rồng giá rẻ và ạc sơ sinh giá tốt, và ngoài ra anh em có thể mua đồ giá rẻ theo server. Nếu anh em có 10k hoặc 20k muốn dinh ngay ạc khủng, ạc vip thì anh em có thể mua ở mục random. Ngoài ra mình có nhập link 7 server, anh em nào cần bán ạc thì có thể liên hệ qua Zalo 0364402943. Tất cả mọi thông tin mình có để link dưới phần mô tả hoặc trong comment. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hai sẻo bắt đầu quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ bật mí cho anh em về cái thủ thuật bất tử của cái sự kiện Halloween lần này nhá. Thì như anh em đã biết là trong cái clip trước thì mình đã làm cái thủ thuật bất tử, nhưng mà nó chỉ bất tử được 1 phút thôi. Không biết là phải Armin Chôn hay không, nhưng mà đến ngày hôm nay thì mình đã thực hiện được cái thủ thuật bất tử anh em ạ. Đó, không biết là phải thủ thuật hay không, nhưng mà clip ngày hôm nay thì nó liên quan đến update bất tử nha anh em. Đó, thì mình sẽ, một là mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Đó, còn sau khi clip mình ra không biết bị fit không thì thôi kệ đi. Mình gọi là có cái thủ thuật gì hay thì mình chia sẻ cho anh em luôn. Đó, ok, thì không làm mất thời gian của anh em thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn cái thủ thuật bất tử mà mình mới biết nha. Ok, bây giờ mình sẽ qua làng Kakarot nhá. Thì anh em thực hiện ở bất cứ cái map nào cũng được, nhưng mà mình sẽ thực hiện ở làng Kakarot, tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Đó, thực ra không có tỷ lệ gì đâu, chẳng qua là mình hơi mê tín xíu. Ok, đầu tiên anh em bật cờ lên nhá. Đó, và tiếp theo là anh em phải bị biến thành con một trong ba cái con boss hiện tại ở cái sự kiện Halloween. Tiếp theo là anh em sẽ pem đệ tử của anh em nhá. Ok, đó, sau khi anh em pem đệ tử của anh em ấy thì nó sẽ bị chết đúng không? Ok, nó chết, chuẩn, nó sẽ chết. Và anh em đợi một xíu nhá, đợi để cho nó sống lại. Ok, thì trong cái thời gian này thì mình sẽ gọi là show cho anh em xem một số cái đồ mà con đệ của em VBST đang sử dụng nhá. Thì hiện tại mình đang sử dụng cho em nó là sự set hút, à nhầm, một set sức mạnh tiềm năng nha anh em. Đó, cái nó đó thì con đệ mình sắp mở skill 2 rồi. Thì sau cái clip này thì chắc chắn con đệ mình nó sẽ mở skill 3 nhá. Quên, skill 3 anh em nhá, chứ không phải skill 2. Đó, và xem nào, mình sẽ cho bớt mấy cái đồ hiện tại của mình ra. Mình sẽ cho đồ sức đánh ra đi. Ok, bây giờ mình sẽ, à rồi, mình đã bỏ đồ sức đánh ra thành công rồi. Ok, giờ mình sẽ gọi là qua làng Kakarot. Ok, con đệ mình không biết sống dậy chưa nhỉ? Ừ, đợi một xíu nó mới sống dậy anh em ạ. Đó, ok, hiện tại con đệ mình sống dậy đúng không? Anh em tiếp tục, anh em đập cho con đệ nó chết phát nữa. Ok, đấy nhá, anh em phải làm 3-2 đến 3 lần để đập cho con đệ nó sấp mặt đi. Sau đó anh em cứ nghịch xung quanh game thôi. Đó, trong thời gian này mình sẽ phối đồ cho con đệ của mình nhá. Đây, con đệ của mình đây. Ok, mình sẽ đứng ở chỗ khác, không thanh niên kia nó đập mình ấy, nhìn ghét vãi nồi. Xịt. Rồi, bây giờ mình sẽ cởi cái áo này ra. Ok, rồi. Trước tiên, trước khi test thì mình sẽ cởi hết cái đồ hút ra nha anh em. Đó, đây, mình cởi hết mấy cái đồ vớ vẩn này ra. Rồi, kệ đi. Qua làng Kakarot. Ok, rồi, mình sẽ bán đồ nha. Đây, đợi một xíu, đợi con đệ mình nó sống dậy anh em ạ. Khoảng một xíu nữa con đệ mình nó sống dậy thì chúng ta sẽ có gọi là một quân đệ tử bất tử luôn anh em ạ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua bên bách lúa Kakarot, mình cho anh em xem là hiện tại mình đang sử dụng cái bùa gì nha anh em. Đó, ok, rồi bây giờ mình sẽ qua bên này. Đây, bạt mít. Ok, và hiện tại con đệ của mình nó đã sống dậy rồi nha anh em. Rồi, bây giờ thì bùa đệ tử thì hết rồi. Ok, mình sẽ mua thêm cái bùa đệ tử 8 giờ nữa, úp luôn anh em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đập tiếp con đệ của mình phát cuối cùng nha anh em. Ok, rồi, hiện tại mình đã đập con đệ của mình phát cuối cùng rồi. Anh em đợi mình xíu để đợi con đệ của mình nó sống dậy, sau đó mình tiếp tục, mình sẽ quay lại với anh em nhé. Ok các bạn ơi, và hiện tại thì con đệ của mình nó vừa mới xuất hiện rồi. Đó, thì chốt lại cái thủ thuật bất tử này thì anh em pem chết con đệ của anh em 2 đến 3 lần là được nha anh em. Đó, thì ok, bây giờ mình sẽ qua lại, mình sẽ qua đảo Kame, mình sẽ qua map bản đồ kho báu, mình thử test cho anh em xem cái độ bất tử con đệ mình nhá. Đó, ok. Với lại không biết là có phải là thủ thuật hay không nữa thì kệ thôi, mình cứ chia sẻ cho anh em nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ qua lại bản đồ kho báu.
để xem có gì bất ngờ không. Ok, rồi. Và and mình sẽ bỏ hết đồ sức mạnh tiềm set hút đi. À, hút hiện tại con đệ mình đang hút kia anh em nhá. Ok. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là hiện tại con đệ của mình nó đã bất tử nha anh em. Đó, thì để cho anh em biết là có phải là một tiếng, à một phút thì kiểu anh em bảo là nó chỉ bất tử được một phút thôi đúng không? Ok, anh em đếm thử xem phải một phút không nha anh em nhá. Ok, hiện tại thì con đệ của mình nó đang sử dụng... Đây, không sử dụng cái gì luôn, chỉ sử dụng đồ sức đánh vớ vẩn thôi anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ thử sử dụng đồ sức đánh xem con đệ của mình nó sẽ được lên nhiều tiềm năng không nha anh em. Ok. À quên rồi. Đây áo. Đây cho đệ mình sử dụng áo đã. Rồi áo sức đánh nhá, lên 7k sức đánh này. Quần này, quần đâu mà. Quần đâu rồi? Đây, quần này sức đánh anh em ạ. Ok, lên 7k7 sức đánh rồi. Chúng ta sẽ lấy thêm cái giày nữa. Giày này không phải giày sức đánh không? Đây, ok. Rồi, không biết là sử dụng đồ sức đánh hay là đồ tiềm năng thì nó sẽ được nhiều hơn khi ở trong bản đồ nhỉ. Wow, con đệ mình nó pem khoảng 59.000 mà chỉ được có tiềm năng được rất là ít anh em ạ, được có 9.500 thôi. Đó, nhưng mà anh em phải nói là con đệ mình nó đã bị bất tử rồi nha anh em. Đó, anh em thấy không? Từ lấy đến giờ là quá một phút rồi nhá. Đấy, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thêm, mình sẽ sử dụng set hút xem sao. À, set sức mạnh tiềm năng đi. Tại vì hiện tại con đệ mình ấy nó có sử dụng set hút gì đâu. Ok, rồi. À quên mất. Đây, phải cởi áo này ra đã. Ok. Rồi, áo. Đây, thêm cái giày nữa anh em ạ. Đây, để cho nó đủ bộ luôn. Ok. Vừa đấy là được 9.000 tiềm năng một hit đúng không? Lần này thì anh em xem được bao nhiêu nghìn tiềm năng nhé. Ok, con đệ mình được khoảng hơn 10.000 tiềm năng một hit rồi. Đó, vậy là con đệ mình nó cứ như vậy và nó sẽ bất tử luôn nha anh em. Đó, kèm đó bây giờ mình sẽ đi mua thêm cho em nó một cái gì đây. Đây, sẽ qua lại nhé. Thì nhớ anh em lại đặt ra một câu hỏi là chắc mày lại úp kiểu vớ vẩn đúng không? À không, không phải vớ vẩn mà có nghĩa là chỉ trong bản đồ được bất tử thôi đúng không? Không anh em ạ, úp ở đâu cũng được bất tử nha anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ mua bùa. À, mình sẽ mua cái vệ tinh, mình vứt đấy đã. Thì ra cũng cảm thấy hơi phí nhưng mà thôi, không sao. Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua lại. Qua lại cái đèo Kame, sau đó mình sẽ test cho anh em xem. Và sau đó tí nữa mình sẽ qua thử bên bên nào nhỉ? Chắc qua chỗ nào úp để cho anh em xem. Và là phải cứ phải là bạn nó có báo nó mới được bất tử không nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ vào lại nha. Ok, rồi. Capsule. Ok. Rồi, hiện tại con đệ mình đây, anh em thấy không? Đó, full bất tử luôn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái vệ tinh xuống. Rồi, tiềm năng nhận được khoảng là 12.800 anh em ạ, đến 13.000. Đó, cũng rất là phê đúng không? Đó, ngọt. Đó, tiềm năng lên rất là nhiều này. Đệ cũng sắp mở skill rồi, phê lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên tương lai mình úp cho anh em xem nhá. Xem phải là, cứ phải là ở đây thì mới được bất tử không nha. Đó. Với lại cái sự kiện này thì khá là nhiều anh em úp vào bản đồ kho báu. Với lại bản đồ kho báu thì mình cảm thấy là tiềm năng nhận được thì nó chỉ ngang với X2 thôi. Đó, thế là quá là ổn rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ qua lại bên tương lai để cho anh em xem thử là úp bên tương lai có được bất tử không nha anh em. Đó, úp ở bất cứ đâu đều được bất tử hết anh em ạ. Ok. Rồi, và hiện tại mình đã có mặt ở tương lai nha anh em. Đây, con đệ mình nó không sử dụng bất cứ một cái đồ hút nào nha anh em. Đó. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là đệ mình nó pem khoảng là mấy nghìn tiềm năng một hit thôi. Nó, với lại con đệ mình hiện tại ấy, nó cái sức đánh của nó với lại tiềm năng của nó thì nó không liên quan gì. À nhập, bất tử của nó không liên quan gì đến mua bùa nha anh em. Nó không liên quan gì đến mua bùa luôn ý. Đấy, em thấy không? Đó, đệ úp full luôn. Ok. À, tóm lại nhá, chốt lại thủ thuật ấy, anh em chỉ cần pem con đệ 2 đến 3 lần cho nó chết là được.
Và lưu ý là anh em phải biến thành con bot rồi thì em mới pem đệ nhá. Ok, chắc clip sẽ tạm dừng đây. Anh em xem clip của mình, nếu mà thấy hay thì đừng tiếc một like, một lượt đăng ký của kênh mình nhá. Còn những bạn mà anh em đừng có tố cáo, anh em đừng bảo ở đây feed nhá. Ok, cảm ơn đã xem clip của mình. Bye bye anh em. Bye bye.